mình xin chào các bạn nha trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta sẽ ẩn và cũng như là tắt được cái phần hiển thị nốt ruồi trên màn hình điện thoại khi mà các bạn sử dụng một số những cái dòng máy điện thoại android đặc biệt là những cái dòng máy điện thoại samsung thì chắc chắn là các bạn đều biết đến công nghệ màn hình nốt ruồi như thế này thì với cái phần nốt ruồi như thế này chúng ta hay gọi là nốt ruồi và cái phần nốt ruồi này bản chất là nó hiển thị cái phần camera tuy nhiên thì nó được làm tách biệt với màn hình và nó sẽ làm cái phần nốt à, một một đen như thế này để giúp chúng ta có thể là có những cái màn hình tràn việt hơn và nếu như trong quá trình các bạn sử dụng các bạn muốn ẩn cái phần nốt ruồi đi, các bạn cảm thấy là cái phần nốt ruồi này nó quá là khó chịu khi mà các bạn xem và trải nghiệm những ứng dụng ở trên điện thoại thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta sẽ tắt uh, cái phần hiển thị nốt ruồi này ở trên màn hình điện thoại Android nha. Rồi, thì đầu tiên thì các bạn sẽ vào cho mình cái phần cài đặt trên uh, điện thoại. Ở trong cái phần uh, cài đặt này, các bạn sẽ chọn đến cho mình cái mục nó là màn hình. Ở đây thì các bạn thả kéo lên. Các bạn tìm đến cho mình cái phần nó là vùng khuyết máy ảnh ở trong cái phần vùng quyết máy ảnh này thì nó sẽ cho các bạn có hai cái lựa chọn lựa chọn thứ nhất là các bạn sẽ hiển thị vùng quyết máy ảnh như thế này có nghĩa là nó sẽ có một cái chấm màu đen nó xuất hiện ở bên trong màn hình như thế này hoặc là các bạn có thể là lựa chọn là ẩn vùng quyết máy ảnh đi và ở dưới đây thì các bạn sẽ lựa chọn những ứng dụng mà các bạn à cho phép cái việc là hiển thị vùng quyết máy ảnh hoặc là các bạn có thể là cho phép nó ẩn cái phần vùng quyết máy ảnh đi ví dụ như là mình sẽ tìm đến cái ứng dụng là facebook mình lựa chọn cái phần nó là ẩn vùng khuyết máy ảnh đi. Và bây giờ thì mình sẽ quay lại cái ứng dụng Facebook. Lúc này thì khi mà mình quay lại cái ứng dụng Facebook này, thì cái phần uh, vùng khuyết máy ảnh cái phần chấm tròn màu đen như thế này nó sẽ hiển thị toàn bộ màu đen như thế này và nó sẽ không uh, ảnh hưởng gì đến quá trình mà mình xem và sử dụng cái ứng dụng Facebook này. Tương tự như thế thì các bạn cũng có thể là cài đặt cho những cái ứng dụng khác. Ví dụ như ở đây mình có thể là cài đặt cho cái ứng dụng là YouTube đi. Bởi vì là khi mà mình xem video trên ứng dụng YouTube thì uh, mình có thể là bị ảnh hưởng bởi cái phần chấm đen này thì bây giờ mình sẽ tắt cái phần chấm đen này đi và bây giờ thì mình sẽ quay lại cái ứng dụng YouTube và bây giờ mình sẽ mở một cái phần video mình có thể là zoom cái phần video này ra đó thì khi mà mình mở cái phần video như thế này thì cái phần uh, vùng quét máy ảnh nó sẽ được ẩn đi bằng một cái thanh màu đen như thế này và nó sẽ không ảnh hưởng đến cái quá trình mình xem uh, video trên ứng dụng YouTube này nữa